Dạ, mô Phật, chúng ta tiếp tục ạ. Dạ, 2 giờ đầu thì chúng ta đã trình bày qua cái phần 19 và 20 trong sách. Giờ chúng ta qua hai phần gọi là bài Phật Pháp, cũng như là bài đọc hiểu. Về sách Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư, chúng ta đã học được hai bài là Phật và Pháp. Hôm nay chúng ta học tiếp tới bài Tăng. Thì tại ông xin thưa mấy thầy mấy cô đã học qua sơ đẳng hoặc trung đẳng hay mấy bài đã học qua rồi, thì chúng ta cũng hoan hỷ để cho quý Phật tử hoặc là những vị nào chưa học qua thì chúng ta cũng làm quen với các bài này, vì những bài này là những cái bài đầu tiên và cũng phải nói rằng quan trọng ở trong bài sơ đẳng. Và đây là chữ Tăng ạ. Chữ Tăng khi học phần Bút Thuận thì chúng ta cũng tiếp xúc qua rồi, Phật, Pháp, Tăng. Thì lúc đó chúng ta chỉ cần nhìn thôi chứ không có cần phải viết. Còn bây giờ chúng ta phải tập viết. Thì chữ Phật có bộ nhân, chữ Tăng cũng có bộ nhân. Vậy chúng ta hay rõ ràng nhân là người, Tăng sĩ cũng chính là người, mà Phật cũng chính là người. Chơn tu thành Phật, mà Phật là người tu. Thì chữ Tăng đây chúng ta thấy viết hai nét ở trên rồi ở dưới, thì cách viết như thế này hoặc là viết như thế này cũng được, có nghĩa là bộ điền ở đây cũng được, ở dưới là bộ nhật hay là bộ viết. Ở đây là chữ Tăng. Bỏ bộ nhân đi thì chúng ta còn chữ Tăng, cần có nghĩa là đã từng làm cái gì đó. Như vậy là cách biên từ cái bộ này chúng ta có thể thay bằng cách biên này thì dễ hơn. Còn nếu không biên như vậy thì chúng ta sẽ biên hai dấu chấm ở trong đây. À, phần này thì chúng ta phải học cái phần ví dụ, cho nên là có một số ví dụ để củng cố cái chữ Tăng. À, chúng ta xem trong mấy cái từ vựng này chúng ta nghĩa là quen được chữ nào ạ. À? Chữ này là Cao Tăng, và chữ này Tăng Đồ, chữ tiếp theo Tăng Lữ, à, Tăng gì, Tăng Chúng, chữ Chúng học rồi ạ. Chúng giảng thể chính là ba bộ nhân. Ở đây là Tăng Phòng, đây Tăng Xá, là ba chữ này Phật, Pháp, Tăng, ba chữ rất là quen thuộc. À, chữ tiếp theo là A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ chúng ta nghe rất là quen trong kinh điển. Giờ chúng ta đã thấy nó, đây là A Tăng Kỳ. Chữ A Tăng Kỳ này có chữ Tăng ở trong đây, nhưng mà thật ra nó không có nghĩa gì là Tăng cả. Nó là danh từ gọi là phiên âm từ tiếng Ấn Độ. Thì A Tăng Kỳ có nghĩa là cái thời gian rất là lâu dài. Chúng ta nghe Đức Phật mà chúng ta tu bao nhiêu A Tăng Kỳ Kiếp, chính là chữ này. Ba A Tăng Kỳ Kiếp có nghĩa là tu vô lượng, vô số kiếp. Mà trong kinh ví dụ là chúng ta có một cái tảng đá rất là lớn, rồi mỗi trăm năm có người lấy cái tấm vải rất là mỏng quét một lần, cứ quét như thế, khi nào tấm vải nó mòn thì mới gọi là A Tăng Kỳ Kiếp. Ta qua chữ từ vựng tiếp theo là chữ Tỉnh. À, chữ Tỉnh học chưa ạ? À, rồi, trong chữ Phật, Phật Đà Chi Tỉnh Xưng, cho nên trong bài chúng ta đã học rồi. Như vậy chữ Tỉnh chúng ta hay biên như thế nào? Tiểu. Còn nếu chúng ta có dấu phẩy đây thành chữ gì? Thiếu. Là sào, nghĩa là âm hiện nay đọc phổ thông nó là sào, nghĩa là thiếu, thiểu, sao, sào. Ở dưới là bộ mục, nghĩa là Tỉnh. Dạ, có một số từ vựng ạ. Dạ, bất tỉnh. Dạ, bất tỉnh nhân sự. Dạ, tu tỉnh. Phản tỉnh. Dạ, bất tỉnh nghĩa là mê man, không còn biết gì cả. Chúng ta thường hay nói là bất tỉnh nhân sự, là chữ đó, bất tỉnh nhân sự. Nghĩa là không biết người mà cũng không biết vật gì cả. Nhân là người và sự là việc. Nghĩa là không biết, không hiểu gì cả. Nghĩa là người đó mê man, gọi là bất tỉnh nhân sự.
tu tỉnh, rồi phản tỉnh. Như vậy chúng ta thấy chữ tỉnh vừa có nghĩa là tỉnh lược, còn có nhiều nghĩa khác, có nghĩa là tỉnh là tỉnh táo, tỉnh mẫn. Rồi tu tỉnh cũng nghĩa là tu mà làm sao cho sáng suốt, quay về cái bản thân mình để kiểm điểm, như là phản tỉnh. À, đây là chữ xưng cũng học rồi. Giờ chúng ta thấy chữ bên tay phải thì hơi rắc rối, còn bên tay trái nó là bộ hòa. Còn bên tay phải chúng ta thấy bộ nó là gì? Và bộ trảo ở trên và dưới là gì? Như là chữ nhiễm, ít tộc tới. Và là tỉnh xưng, và xưng đây là xưng giản thể. Xưng giản thể, chiết từ thì chúng ta có bộ hòa bên đây và chữ nể hay là chữ nhĩ ở bên tay phải, có nghĩa là bạn. Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai. Ở đây tỉnh xưng là gọi. Bài Phật của chúng ta là Phật, Phật Đà Chi Tỉnh Xưng. Còn trong bài Tăng của chúng ta là Tăng Giả, Tăng Già Chi Tỉnh Xưng. Ở đây câu của chúng ta: Tăng Giả, Tăng Già Chi Tỉnh Xưng. Thì bây giờ chúng ta đã học chữ giả rồi, thì bài câu này hồi tại phải phân tích chữ giả. Bài chúng ta hồi nãy là gì? Bất năng thính giả, vân vân. Hoặc là tại liệt kê độc giả, ký giả, chính là đại từ mà chúng ta đã học. Còn chữ giả này chính là trợ từ, chứ nó không phải là đại từ. Người Trung Quốc khi mà học văn cổ, phải nói rằng chữ phẩy đối với chúng ta hiện nay là một cái phương tiện cho chúng ta học. Chứ người Trung Quốc xưa kia không có dấu phẩy, thì họ sẽ có một số ta gọi là trợ từ để mà đệm và làm cho chúng ta có cái phần chúng ta gọi là đình đốn, ngưng lại một chút. Thì loại câu như thế này cũng có thể gọi là đình đốn. Phật già, tăng già, ngưng chút. Tăng già chi tỉnh xưng. Đó là gọi là đình đốn. Và khi đình đốn nó cũng có thể nghĩa là ngữ khí đệm vào trong câu văn nó êm hơn. Và cái loại câu này trong Hán cổ Phật giáo là loại câu nổi tiếng, chính là câu phán đoán, câu giải thích đầy đủ, là gồm có hai từ giả này và giả này. Chúng ta đọc kinh cũng như là những cái bàn văn cổ, chúng ta sẽ thấy tăng giả, tăng già chi tỉnh sinh giả. Đây là loại câu mà chúng ta nói có hai từ này đều đầy đủ cả. Nhưng mà có chỗ thì không cần cái chữ giả này, nên trong đây chúng ta thấy không cần chữ giả cuối câu. Tăng giả, tăng giả, tăng già chi tỉnh sinh. Còn có chỗ chúng ta thấy chữ tăng này cũng bỏ luôn. Rồi chúng ta đọc tăng, tăng già chứ tỉnh xưng. Thì loại câu như này phải nói không có một cái trình độ Hán cổ, chúng ta sẽ không biết chỗ nào là ngừng cả. Cho nên là người xưa khi viết văn, cái những loại này ta gọi là đình đốn, ngưng lại một chút. Đây là loại câu chúng ta tự thêm vào chữ giả này để chúng ta biết chữ giả này và giả này. Loại câu phổ biến, quen thuộc và cũng là đặc biệt, và cũng là để đáng cho chúng ta học. Cho nên là hai chữ này, giả với giả này, là học kỳ này chúng ta sẽ phân tích. Vừa qua cái bài bất năng thính giả chúng ta đã phân tích được, bây giờ chúng ta học thêm chữ giả này cũng là trợ từ. Như vậy các thầy cô thấy bài đầu tiên, bài 20, bất năng thính giả là đại từ, chữ giả này là trợ từ. Nếu mà không quy nạp như vậy, chúng ta sẽ biến thành hai từ loại để chúng ta học. Như vậy quy nạp rồi thì các thầy cô hoan hỷ. Ai đã học từ xưa chữ giả là đại từ, bây giờ chúng ta hoan hỷ khi quy nạp vì sao? Dễ hơn, không cần phải để ý chữ nào là đại từ, chữ nào là trợ từ cả. Ví dụ như học kỳ này mà nếu không quy nạp với trợ từ thì rõ ràng trong bài 20 chúng ta phải phân biệt đó là đại từ, và qua bài này chính là trợ từ. Và còn nhiều nữa chứ không phải chỉ là trong học kỳ này, rất là nhiều học kỳ chúng ta phải phân biệt, so sánh chỗ nào là đại từ, chỗ nào là trợ từ. Cho nên là quy nạp là dễ cho chúng ta. Và đối với người Phật tử mà quy nạp như vậy thì rõ ràng Phật tử cũng rất là hoan hỷ, dễ học hơn. Đó là như vậy. Rồi chúng ta chú ý câu quan trọng đầu tiên. Tăng có nghĩa là cách gọi tắt
của hai chữ Tăng Già, cách dịch cũng giống như bài Phật, Phật Đà Chi Tỉnh Xưng. Như vậy bài Phật, Phật Giả, Phật Đà Chi Tỉnh Xưng Giả cũng được, hoặc là Phật Ngưng Lại, Phật, Phật Đà Chi Tỉnh Xưng. Thì câu ở đây cũng vậy, Tăng, Tăng Già Chi Tỉnh Xưng, hoặc là Tăng Giả, Tăng Già Chi Tỉnh Xưng Giả. À, đó là cái mẫu câu này rất là, phải nói rất là quen thuộc. Và tiểu luận thạc sĩ của Tuệ chính là nghiên cứu về cái phần này. Khi nghiên cứu phần này phải nói rằng mặc dù là đơn giản nhưng cũng không phải là đơn giản. Phải phân tích rồi chứng minh cái chữ giả này và chữ giả này xuất hiện trong những mẫu câu nào. Và câu nào là không có giả này, không có giả này. Và câu nào phải nói đầy đủ. Và cái câu này nó phát xuất từ thời nào trong cái lịch sử Hán cổ v.v. Và sau này cái chữ này sẽ được đổi thành chữ thị là thời nào. Thì phải làm hết trong cái tiểu luận của mình, chứ không phải là chỉ học như chúng ta là học thôi. Vẫn có một cái gọi là tư tưởng và những cái chi tiết để chúng ta làm tiểu luận. Cho nên tiểu luận của Tệ chính là nghiên cứu cái loại câu phán đoán, chính là chữ giả và chữ giả này. Và hiện đại người ta không dùng chữ giả này nữa, người ta dùng chữ thị, tăng, thị, tăng già. Và chữ đích này, chữ chi, thì hiện đại cũng không dùng chữ chi và dùng chữ đích mà chúng ta đọc là tơ. Thì đó là chuyện qua văn hiện đại. Như vậy từ cái cổ đại qua văn hiện đại phải nghiên cứu suốt cả một cái lịch trình nó như vậy. Và nói tóm lại, câu này dịch thì cũng đơn giản. Tăng có nghĩa là tên gọi tắt của hai chữ Tăng Già. Thì chữ giả kỳ này chúng ta chú ý nó là trợ từ. Và tiếp theo, ý vi hòa hợp chúng. Ý có nghĩa là cái ý nghĩa, cái ý tứ. À, đây là chữ ý. Trong bài chúng ta còn có nghĩa là ý vi hòa hợp chúng. Cái ý nghĩa nó là hòa hợp chúng, có nghĩa là hòa hợp chúng. Và đây là chữ ý. Thì trước từ chúng ta thấy ở trên là chữ gì, bộ gì ạ? Là lập. Và dưới là? Và viết hay là nhật, dưới là bộ tâm. Còn kết hợp hai cái chữ ở trên chính là chữ âm. Chữ ý, đây là ý. Và một số từ vựng chúng ta xem đọc được bao nhiêu chữ ạ? Dạ là đồng ý. À, tiếp theo là ác ý. Thì chữ ác này chúng ta vừa học là chữ á, bây giờ có thêm bộ tâm ở dưới. Ác. Và tiếp theo là ý nguyện. Ý gì ạ? Ý ngoại. Ý nghĩa. Cố ý. Bổn ý hay là bản ý. Ý kiến, ý niệm, ý thức, ý chí. Như vậy từ một cái chữ ý chúng ta sẽ có một số từ vựng để củng cố. Và từ cái ý nét nó nhiều quá cho mấy chữ tiếp theo chúng ta cũng thấy là chữ ý này từ vựng hơi khó. Đây có chữ ý ngoài là dễ nhất. Bổn ý, ý kiến, ý niệm. Chứ đồng này học chưa ạ? À? Như rồi chứ, đồng ý. Như vậy là đồng ý nè, ác ý, ý nguyện, nguyện chưa học. Rồi ý nghĩa, cố ý, cố học rồi. Ý thức, chỉ có chữ thức là chưa học. Vậy chúng ta, một số từ thì Tuệ có cho giải thích, một số từ thì không có giải thích. Chúng ta tự tìm hiểu thêm. Ý trong đây, dạ, không có giải thích. Trong đây thì lại có cái phần chúng ta xem trang 65. Ví dụ là thơ bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Thì câu này cũng là hay. Thơ thì bất tận ngôn, mà ngôn thì bất tận ý. Câu này phải nói rằng nó cũng có ý nghĩa về triết lý. Trong đó cũng có cái triết lý của Phật giáo. Thơ có nghĩa là sách, mà cũng có thể là chúng ta viết cái thư, nghĩa là viết cái bức thư gửi đi. Chúng ta nói thư bất tận ngôn, rõ ràng cái lời nói chúng ta là chúng ta nói nhiều hơn là viết. Cho nên nhiều khi chúng ta muốn giáp mặt nói chuyện với nhau hơn là viết thơ. Viết thơ nói không hết ý, nhưng mà lời thì sao, cũng không hết ý. Mình nói vậy nhưng mà cái ý của mình phải nói rất là nhiều, mà giờ nói ra cũng không hết ý nữa.
Cho nên trong Phật giáo chúng ta cũng có danh từ là giáo ngoại biệt truyền, hay là bất lập viên từ văn từ. Nghĩa là những nhà triết học người ta đều cảm nhận từ cái văn từ nó hạn hẹp. Nên cái này là hệ từ thượng, không phải là trong Phật giáo. Rồi trong dịch kinh của lão giáo, có nho giáo ở Trung Quốc, nền triết học của Trung Quốc vẫn là có cái câu để nói rằng ngôn từ là hạn hẹp. Và thơ ca Việt Nam cũng có câu là ngôn ngữ trần gian hạn hẹp quá, hoặc là ngôn ngữ trần gian như túi rách, đừng không đầy hai tiếng mẹ cha, vân vân, đều là nói lên ngôn ngữ hạn hẹp. Thì vấn đề mà chữ ý ở đây chúng ta thấy nó cao hơn ngôn, nhưng mà nhiều khi cái ý này nó nằm trong ý niệm, cũng chưa phải là cái chân tâm Phật tánh của mình, nó mới gọi là cái ý mà đi chung với cái thức. Mà cái tâm ý của mình mà nếu không phải là chân tâm Phật tánh thì được gọi là vọng tâm loạn tưởng. Đó, cho nên chữ ý trong Phật giáo chúng ta rất quan trọng. Phật giáo chúng ta chú trọng về vấn đề duy tâm, nhấn mạnh tới cái ý. Và đây là chữ hòa. Chiết từ thì chúng ta thấy bên tay trái là chữ hòa, có nghĩa là thuộc về lúa gạo. Bên tay phải là chữ khẩu. Dạ, con số từ vựng chúng ta đọc ạ. Dạ, hòa gì đây ạ? Dạ, hòa thượng. À, chủ hòa, cộng hòa, hòa bình. Hòa gì ạ? Này là hơi khó. Hòa mục, ôn hòa, biên hòa, hiệp hòa, hòa giải, hòa khí, hòa nhã, hòa thuận, hòa ước. Như vậy trong đây chúng ta thấy chúng ta biết được mấy chữ. À, chủ hòa là chúng ta biết rồi, cộng hòa, hòa bình, biên hòa, hòa giải, hòa khí, hòa thuận học chưa, hòa ước chưa. Như vậy chúng ta học thêm chữ hòa thượng. Và mấy thầy ngồi đây được gọi là hòa thượng theo danh từ tiếng Hán. Còn Việt Nam chúng ta là phải tấn phong hòa thượng trên bao nhiêu tuổi đời, bao nhiêu tuổi đạo, nghĩa là 40 tuổi đạo, 60 tuổi đời mới được gọi là hòa thượng. Còn danh từ bên Trung Quốc khi xưa cũng phải nói rằng bậc đạo cao đức trọng mới được gọi là hòa thượng. Nhưng bây giờ hiện giờ chữ hòa thượng là gọi chung chung cho mấy thầy, nghĩa là ngồi đây gọi là cơ quay hở sang, nghĩa là các vị hòa thượng ngồi đây. Nghĩa là người Trung Quốc khi tới đây họ sẽ dùng danh từ như vậy, các vị hòa thượng đang ngồi ở trong lớp như thế này. Rồi các vị sư cô thì ta sẽ dùng danh từ gì? Ở bên Trung Quốc không có chữ sư cô. Thậm chí sư cô ni cô có nghĩa là những người mà Phật tử ở trong chùa làm công quả cũng có thể được gọi là ni cô sư cô. Đó, cho nên là cái tin ở Đài Loan, một vị tổng thống Đài Loan khi nói chuyện cái tự nhiên nói đó là một ni cô hay sư cô gì đó, là giới Phật giáo ni chúng Đài Loan làm đơn tố tại sao kêu chúng tôi bằng ni cô sư cô gì đó. Như vậy cái danh từ cũng là một cái bản sắc văn hóa của Phật giáo. Nếu hiện giờ Trung Quốc hồi xưa hòa thượng là lớn, bây giờ biến thành gọi là chung chung, cho nên chúng ta nghe là xèo hở sang, có nghĩa là tiểu hòa thượng, tức là các chú tiểu. Như trong lớp chúng ta có chú tiểu chưa tu và mặc đồ tu thì cũng là xèo hở sang, ý vậy đó. Rồi quý sư cô thì ta gọi là sư phu hoặc là pháp sư, vân vân, nghĩa là danh từ ít ai dùng. Rồi bây giờ qua quý ni trưởng thì mình phải giới thiệu sao? Thế là mình phải giới thiệu là trưởng lão ni, chứ bây giờ mình nói ni trưởng, nỉ tràng thì bên Trung Quốc không có cái từ đó. Cho nên khi qua Trung Quốc là phải biết văn hóa để chúng ta mới dễ giới thiệu, là từ cái chữ hòa thượng này hở sang. Thậm chí bây giờ chữ Bồ Tát của chúng ta, kinh điển thường hay gọi là Bồ Tát. Dù không có thần thông thì người đó cũng có tâm nguyện lớn lao như thế nào đó, chúng ta gọi là Bồ Tát. Nhưng ở bên Trung Quốc là các vị Phật tử ở đây được gọi Bồ Tát hết. Ví dụ như là Phú Sa, như ông chùa là được gọi là mình là Bồ Tát. Ví dụ như chú hay cô đi đâu, danh từ mình dịch ra là như vậy. Nhưng bên nó chỉ có chữ nể hay là nỉnh gì đó, nẫm. Hay là
ông hay bà để đâu hay có việc gì là ta chào mình là tiên, bổ sa là Bồ Tát. Đó là ngôn ngữ. Từ cái chữ hòa thượng này thì tại nói sơ chút ngôn ngữ cho lớp biết. Rồi chúng ta qua chữ hợp, hòa hợp. Ý vi hòa hợp chúng. Và chữ hợp chúng ta thấy trên là nhân, dưới là nhất, dưới là khẩu. Nhân nhất khẩu là hợp. Khẩu nhất nhân có nghĩa là miệng một người hay là người một miệng là hợp. Rồi sẽ có một số từ vựng và chúng ta đọc thử được bao nhiêu từ ạ? Bất hợp tác, bất hợp lệ, bất hợp thời, hợp lý. Đây là chữ quốc, là liên hợp quốc. Hợp đồng, hợp kim, hợp lệ, hợp nhất, hợp thời, hợp thức khóa. Vậy trong đây chúng ta từ nào chúng ta mới là lệ? Dạ lý học chưa? Dạ chữ quốc học rồi, giờ chúng ta học chữ liên, liên hợp quốc. Hợp kim, kim học rồi. Lệ, hai chữ lệ. Hợp thời, thời học rồi. Hợp thức khóa. Như vậy là từ chữ hợp chúng ta biết thêm một vài từ mới. Bất hợp tác là không hợp tác. Bất hợp lệ là không có hợp lệ. Bất hợp thời là không có hợp thời. Như vậy nếu chúng ta bỏ mấy chữ bất này thành ra là hợp tác, hợp lệ, hợp thời. Hợp lý như là phù hợp lý lẽ, liên hợp quốc. Liên hợp quốc này nghĩa là gì? Nhiều nước hợp lại với nhau. Rồi hợp đồng, hợp kim, hợp lệ, hợp nhất, vân vân. Chúng ta xem. Đây hai chữ hòa hợp. Ý vi hòa hợp chúng. Đây là cái ý mà phải nói rằng quan trọng ở trong chữ tăng già. Cũng là một cái ý nghĩa quan trọng ở trong tăng đoan. Và chữ này là chữ chủng. Và cái câu này nối luôn cả chính chữ. Hình như chúng ta học chữ chủng luôn. Chủng là thứ loại. Thì chữ hòa xuất hiện trong bài này hơi nhiều. Và bên đây là chữ trọng hay chữ trùng. Chủng. Và đây là giảng thể. Chúng ta qua cái câu của trong bài. Ý vi hòa hợp chúng. Rồi hòa hữu lục chủng. Và cái câu này thì tới đây là chúng ta hãy giảm thấy là dễ rồi. Nghĩa là đằng sau là mấy thầy mấy cô rất là quen thuộc. Là gì? Giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, thân hòa đồng trụ, lời hòa đồng quân, khẩu hòa đồng vô tránh, ý hòa đồng duyệt. Sáu cái câu này phải nói rằng hàng ngày chúng ta thường hay sử dụng. Và trong hệ phái khất sĩ khi mà thọ bát đều có cái bài lục hòa này. Ví dụ như thân hòa cùng nhau hòa hiệp ở chung, hoặc là thân hòa tập sống chung nhau vân vân, nghĩa là bài thọ bát đều có đọc bài lục hòa. Còn bên hệ phái Bắc Tông thì đọc bài tam đề ngũ quán. Quán 3 gọi là tam đề ngũ quán. Thì Phật tử chúng ta rảnh thì hỏi quý thầy để quán tưởng là đồ hết tất cả các điều ác làm các điều lành, rồi nguyện đồ tất cả chúng sanh, rồi phải quán tưởng cái thức ăn này của người Phật tử nó lớn như thế nào vân vân, để chúng ta cố gắng tu học gọi là tam đề ngũ quán. Thì trong hệ phái khất sĩ ngoài tam đề ngũ quán còn phải quán cái tinh thần lục hòa này nữa khi mà thọ bát. Và khi Phật giáo chúng ta khi nói đến tăng đoàn, tăng già đều nói tới lục hòa cả. Nếu mà tăng mà không hòa, tăng mà không có lục hòa thì rõ ràng sai với giới luật. Cho nên cái điều lục hòa này Đức Phật chế ra chính là nằm trong luật chứ không phải là nằm trong cái phần giáo lý thường nữa. Từ thời Đức Phật còn tại thế, khi mà độ 1250 vị thánh tăng đầu tiên, rồi cả vạn người, thì những thời gian đầu tiên phải nói rằng không có việc gì xảy ra trong tăng đoàn cả. Rồi sau đó 12 năm, bắt đầu Đức Phật mới bắt đầu chế luật mà danh từ quen thuộc trong vấn đề giới luật là tùy phạm, tùy chế. Nghĩa là có người phạm rồi Đức Phật mới chế luật. Và cái điều quan trọng mà Đức Phật chế ở đây chính là lục hòa. Cho nên chúng ta thấy hòa có lục chủng, tất nhiên là lục hòa.
Vì 1.000 người hay 500 người hay là bao nhiêu người đó, một người chúng ta thì phải nói rằng không có gì cả. Nhưng mà hãy hai người ở chung với nhau là phải chú trọng cái tinh thần lục hòa này. Và trong Phật giáo nói chữ tăng này không phải là chỉ nói các thầy không. Bốn vị tỳ kheo trở lên gọi là tăng. Cho nên hãy quý sư cô có nghĩa là các người đã họ tỳ kheo ni giới trở lên, hãy trên bốn người được gọi là tăng. Cho nên hãy quý Phật tử cúng dường trai tăng là mong muốn thỉnh trên được bốn người. À, đó là tinh thần bình đẳng, à, hòa hợp trong Phật giáo. Chứ không phải chúng ta cúng dường trai tăng là chỉ cúng dường các thầy mới gọi là trai tăng. Rồi nhiều Phật tử ngạc nhiên, ủa cúng dường quý sư cô là gọi trai ni hay sao? Không phải vậy. Cả đều gọi là trai tăng cả. Chúng ta phải nắm được chữ tăng này. Tăng có nghĩa là hòa hợp chúng. Về cái ý nghĩa mà chúng ta tăng ni thì lúc đó mới phân biệt, à, tăng là các thầy, mà ni là ni chúng, là nữ giới. Chứ còn đúng ở tinh thần của Phật giáo, tăng là chỉ là đoàn thể xuất gia tu học hòa hợp thanh tịnh bốn người trở lên. Tăng cũng trên bốn người và ni cũng trên bốn người thì gọi là tăng. Và tinh thần hòa hợp ở đây không có thời gian để giải thích nhiều cho bài tăng tại đây quan trọng. Từ bài Phật cho tới bài Pháp cho chúng ta biết được thế nào là Phật, thế nào là Pháp. Thì ở đây tăng ni chúng ta đã biết, chỉ quý Phật tử hôm nay học bài này cũng có ý nghĩa rất là hay. Chúng ta đã hiểu được chữ tăng có nghĩa là hòa hợp. Tăng có nghĩa là trên bốn người trở lên. Và tăng còn có nghĩa hai chữ, viết tắt của hai chữ tăng già. Thì qua cái phần phiên âm dịch nghĩa, bây giờ chúng ta đi vào từng cái đoạn nói về một là gì, hai là gì. Và thứ nhất là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu, và đây là chữ giới. Giới là chúng ta thấy bộ qua. Ở đây là chữ cũng. Giới hòa đồng tu. Thì giới luật của Phật giáo thì chúng ta thấy có dành cho người tại gia chính là năm giới: bất sát sanh, bất thâu đạo, bất tà dâm, bất vọng ngữ và bất ẩm tủ. Đó là năm giới của người tại gia. Tất nhiên là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Chúng ta giữ được năm điều giới này là căn bản để chúng ta được sanh làm cõi người, và từ đó chúng ta được hưởng cái quả phước ở trên cõi trời. Và chúng ta có tu học, niệm Phật hay ngồi thiền hay là những cái pháp môn nào đó cũng bắt đầu từ năm giới này. Nếu chúng ta nói chúng ta pháp môn tu, pháp môn niệm Phật mà chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi chúng ta nói rằng Phật rước, thì rõ ràng điều đó trái với tinh thần của Phật giáo. Ngồi thiền cũng vậy. Nếu chúng ta nói ngồi thiền chúng ta sẽ đạt đến cảnh giới thiền định mà năm giới này không giữ, chúng ta cũng không đạt đến. Vì khi ngồi thiền những cảnh giới bất thiện sẽ hiện lên, chúng ta không thể đạt đến những cái tâm sở thiện, và như vậy cảnh giới thiền không bao giờ xuất hiện. Thì làm sao mà được cái tâm định? Mà không định thì rõ ràng không có huệ. Cho nên là nhân giới thì sanh định, nhân định thì phát huệ. Điều này trong Phật giáo nói rất rõ ràng. Và năm điều giới này trong Phật giáo nó dành cho người Phật tử, cư sĩ tại gia, nhưng mà giới của người xuất gia cũng từ trên năm giới này mà phát triển thành 10 giới, 250 giới, 348 giới. Và vấn đề giới luật trong Phật giáo, thầy cái cô ngồi đây rõ ràng chúng ta là người phải nói rằng giữ giới, thọ giới và giữ giới. Khi mà chúng ta phá giới rồi thì rõ ràng điều đó tránh trái với quy định của Phật giáo. Ở đây có những danh từ như là thọ giới, phá giới, rồi giới sát vân vân, đều có chữ giới cả. Nhưng mà tinh thần giới luật của chúng ta phải nói rằng chính là chủ yếu trong Phật giáo. Và nếu hiện giờ chúng ta ngồi đây 250 giới, 348 giới của tăng và ni, cũng có nhiều điều phải nói rằng đáng cho chúng ta nghiên cứu để tu học theo. Và tinh thần giữ giới thì tôi cũng xin thưa để chúng ta thấy được tinh thần giới luật của chúng ta cũng ở trên tinh thần là tùy duyên nhưng mà bất biến. Các vị đại sư ở Trung Quốc, các ngài ít khi mà tự dám xưng mình là tỳ kheo. Các ngài thường hay xưng mình là sa môn. Vì chữ sa môn này có thể dùng cho Phật giáo, cũng có thể dùng cho ngoại đạo. Như vậy dùng chữ sa môn ý nói các ngài chỉ nói là tôi là người xuất gia. Cho nên chúng ta thấy chữ sa môn dùng rất là nhiều. Và thứ hai, nếu mà nghiên cứu cuộc đời của các ngài
Chữ đại sư là chỉ là người đời sau tôn xưng thôi, chứ các ngài cũng không dám tự xưng mình là đại sư. Ví dụ ngài Thật Hiền, chúng ta đọc được quyển Pháp Bồ Đề Tâm Văn, chúng ta sẽ thấy ngài tự xưng mình là gì? Ngu hạ bất tiếu phàm phu tăng Thật Hiền đó. Ngài tự xưng mình là người ngu, người thấp, rồi gì? Phàm phu tăng, chứ không có dám tôi là tỳ kheo Thật Hiền đó, chúng ta thấy. Và tự xưng ở trong nữa là gì? Sa di. Nghĩa là xưng sa di thôi, chứ cũng không có dám nói mình là tỳ kheo. Và đệ tử của ngài Thật Hiền cũng là người chuyên tu về luật. Thầy mình xưng là sa di, thì bây giờ mình xưng là gì? Hồi xưng là cư sĩ. Là vì sao? Giới rất là khó giữ. Chúng ta thấy năm giới của người tại gia, bây giờ chúng ta đã sát sanh đi, tội nặng nhất là giết người, ngoài thế gian cũng bị tù. Nhưng mà những cái giới nhỏ khác, quý Phật tử hay mình giữ được không? Nhất là quý Phật tử nữ ngồi đây, ngày dỗ cúng mà mình nói rằng mình không có làm gà làm vịt thì cũng khó, ra mua thì cũng là gián tiếp. Nói như vậy chúng ta sẽ gián tiếp sát sanh vân vân, rất là, ngay một cái giới không cũng rất là khó giữ. Thậm chí tệ xin thưa có người bạn, thì người bạn này không có tu, mà mình cũng biết bạn là người nữ sẽ rất là mang cái nghiệp, thì mình cũng dặn là, nghĩa là nhắc nhở là nếu mà không tránh được thì thôi ra ngoài chợ mua. Thì người bạn này nói sao biết không? Ra ngoài chợ mua ăn đồ dở không, tự tay giết mới ngon chứ. Đó nghĩa là mình thấy rằng không phải là dễ dàng mà khuyên nhắc được. Nhưng mà sau này có một cái nhân duyên, tự nhiên người bạn có cái sự thay đổi. Là sao? Có người thân chết, và khi niệm Phật hộ niệm tự nhiên có những cái phần cảm ứng mà cảm ứng được. Cái thôi sau những cái ngày gọi là cúng thất, ngày chay gì đó, nghĩa là ăn chay, mà không dám sát sanh nữa. Cho nên nếu mà chúng ta sát sanh thì rõ ràng cái nghiệp đó chúng ta phải mang. Ví dụ chúng ta giết gà, rồi kiếp sau chúng ta sẽ biến thành gì? Con gà cho người giết lại. Thì đó là vòng nhân quả nghiệp báo. Mà chúng ta tránh được từng nào thì chúng ta phải nói rằng đây là cái phước của mình. Chúng ta cứ vào bệnh viện đi, chúng ta sẽ thấy, nhiều khi thấy đúng là địa ngục ở đó. Về vô đó bị cắt tay cắt chân, rồi mổ bụng, rồi nhiều khi cắt cổ, để thấy cái đúng là mình cắt gà, giờ ta cắt cổ mình cũng gần giống như vậy. Nhất là cái người mà bị cái chỗ này ta cắt ta cái gì chỗ này, mình thấy đúng là địa ngục ở trong bệnh viện. Thì hôm nay cái chữ giới thì tại nó hơi rộng ra một chút, cho đúng bài chúng ta cũng không nói rộng, là nghĩa là không có thể nói rộng vì sợ hết thời gian. Bây giờ chúng ta qua chỗ khác. Đây là chữ đồng, đã học rồi. Chữ đồng, đồng đây không có giải thích ha. Chữ đồng có nghĩa là cùng chung, như là đồng tu, có nghĩa là cùng tu, tu chung với nhau là đồng tu. Và có một chữ, một số chữ từ vựng, chúng ta xem từ nào mới ạ. Cộng đồng, đồng niên, đồng thời, đồng gì ạ? Đồng chí, đồng đẳng, đồng hành, đồng học, đồng môn, đồng nhất, đồng sanh, đồng tử, hoặc là đồng sanh, cộng tử, đồng sự, đồng tâm, đại đồng. Nhưng chữ đồng này là không có bao nhiêu từ mới cả, từ nào như chúng ta cũng học rồi. Dạ, cái câu đầu tiên trong cái phần lục hòa, hòa hữu lục chúng, chính là đây. Thứ nhất, giới hòa đồng tu, nghĩa là giới luật thì cùng tu chung với nhau, giới hòa hiệp cùng tu. Thứ nhất. Chúng ta qua câu thứ hai, chữ tu. Chữ tu này là như là cũng xuất hiện rồi. Tu nói là tăng ni tu hành, người Phật tử tu hành. Còn cái nghĩa chữ tu chính là sửa. Rất là khó thực hiện chứ không phải là dễ. Sửa điều ác, hành điều thiện, điều xấu, hành điều tốt. Sửa bất thiện, hành thiện, vân vân, đều là nằm ở trong chữ tu này. Và chúng ta có một số từ vựng, như là tu luyện, chân tu, tu sĩ, tu nghiệp, tu chánh, tu tỉnh, tu hành, tu bổ, tu thân, tu đạo, tu dưỡng. Chữ tu này như là nhiều từ mới. Tiếp theo là cái chữ thứ hai, kiến hòa đồng giải. Và đây là chữ kiến.
kiến hòa đồng giải. Chữ kiến là chúng ta đã học rồi, có nghĩa là mắt thấy. Mà trong bài chúng ta không phải chỉ là chữ thấy không, mà còn nói lên cái sự gọi là hiểu biết của mình. Sự hiểu biết hay là kiến thức của mình. Từ cái sự thấy của mình, biết của mình ra thành cái kiến thức. Kéo kiến thức thì chúng ta cùng nhau như thế nào? Giải. Hồi nãy cũng có một em Phật tử cũng lên hỏi chữ giải. Thấy giống như là chữ học, phải đúng như vậy. Cách biên, có thể là tới đây, cũng có thể là viết xuống như thế này. Hay đây là chữ giác, rồi chữ ngu, rồi chữ đau. Đau ở trên, ngu ở dưới. Và chữ giải này đầu tiên xuất hiện chính là giải phẫu. Và giải phẫu có nghĩa là gì? Nghĩa là người ta xẻ thịt cái con trâu. Cho nên chúng ta thấy ở đây là có chữ đau và chữ ngu có nghĩa là con trâu. Và chữ này là tại có tìm hiểu hình có biết. Giải có nghĩa là tách nó ra, dùng cái dao tách nó ra là giải phẫu. Bây giờ biến thành giải thích, có nghĩa là hiểu rõ, rất là nhiều nghĩa nơi chữ giải này. Như vậy là cái câu chúng ta học tiếp theo là kiến hòa đồng giải. Những sự hiểu biết chúng ta cùng giải thích, cùng chia sẻ lẫn nhau. Ví dụ như bây giờ, hôm nay Tuệ đứng đây trình bày cái môn Hán cổ cũng là kiến hòa đồng giải. Nghĩa là mình hiểu biết, mình chia sớt với lớp. Chứ không có phải nói là thầy hay là cô mà gọi là kiến hòa đồng giải. Đó tinh thần Phật giáo như vậy. Và ngồi ở đây cũng vậy, các thầy các cô có những gì hay, chúng ta cũng thể gọi là kiến hòa đồng giải. Đúng theo tinh thần của Nho giáo là tam nhân hành, tắc hữu ngã sư ở đây. Cho nên trong Phật giáo chúng ta cũng vậy, kiến hòa đồng giải. Ngồi đây tất cả chúng ta đều có những cái kiến thức mà đều có thể chia sớt và người đối tượng cũng có thể học được từ những kiến thức của mình, cho nên gọi là kiến hòa đồng giải. Hồi nãy là giới hòa đồng tu, về chữ giới. Thì tiếp theo tới chữ kiến hòa đồng giải cũng là một cái tinh thần hòa hợp về mặt kiến thức. Và sự kiến thức này phải nói rằng nó cũng là quan trọng giống như là chữ giới. Chữ giới chúng ta cùng tu trong chung với nhau để tạo sự hòa hiệp, thì chữ kiến này cũng vậy. Vì trong cuộc sống có người sẽ không hiểu điều đó, thì chúng ta cũng đem kiến thức của mình để hướng dẫn. Ví dụ trong lớp này có người như Tuệ soạn bài này thì không nói, chứ nhiều cái lớp phải nói rằng giáo tài này không phải là giảng viên soạn, mà nhiều khi học sinh sẽ soạn kỹ và đưa cho lớp. Và những cái môn tư tưởng Tuệ cũng được biết là những cái vị mà khá giỏi trong lớp sẽ soạn bài đưa cho lớp ôn tập, do đó cũng đều là kiến hòa đồng giải. Nhưng mà nếu chúng ta vào trong phòng thi mà kiến hòa đồng giải thì rõ ràng là không đúng, thì lúc đó sẽ lập biên bản rồi cấm thi vân vân. Thì chúng ta chú ý kiến hòa đồng giải thì nó cũng có tùy thời, tùy địa điểm, chứ không phải lúc nào cũng kiến hòa đồng giải. Rồi chúng ta qua chữ thân. Thân hòa đồng trụ. Thân thì cũng học rồi, chúng ta qua cho nhanh. Và đây là chữ trụ, thì gồm có chữ nhân và chữ chủ. Thành ra là chữ trụ hay là chữ trú. Nhưng là thường trụ, thường trú là chính là chữ này, tạm trú. Đầu tiên là giới, tới thứ hai là kiến, bây giờ tới thứ ba là thân. Ngồi trong đây cũng chính là thân hòa đồng trụ. Ở trong cái lớp đào tạo từ xa, ở trong chùa của chúng ta cũng là thân hòa đồng trụ trong một ngôi chùa. Rồi ở trong nhà cũng là thân hòa đồng trụ. Mà cái thân chúng ta không hòa thì sẽ sanh thành cái gì? Sẽ sanh thành ra những cái việc làm tạo từ thân của mình. Ví dụ như đánh lộn, đánh lao. Thậm chí là những trường hợp mà chúng ta ngoài thế gian mà xảy ra những trường hợp ly thân, ly dị cũng là không thân, không có hòa. Và thân hòa đồng trụ là thứ ba. Tới thứ tư là tới chữ tranh hay là tránh. Khẩu lời hòa đồng quân, chắc học hết rồi thành ra không có từ vựng. Lời hòa đồng quân và tới là ngũ khẩu hòa vô tránh. Lời hòa đồng quân biết là có soạn người không mà chưa thấy. Học rồi cũng phải chiếu lên trước, thôi để nó không có phần thứ tự. Như vậy câu thứ tư này là chúng ta đều học rồi, lời hòa đồng quân. Chữ quân chúng ta học ở trong cái phần
nghĩa là phó từ, chúng ta còn nhớ không ạ? Là lão thiếu quân hạo vân vân, tâu hạo giai hạo là chữ quân này. Thì chữ quân này có nghĩa là bình quân, là điều lợi. Lợi có nghĩa là đối với giới tăng ni chúng ta là thuộc về phần tứ sự. Thì trong chùa mà nếu mà cái phần này không đồng điều thì sẽ sinh ra cái sự tranh chấp. Mà trong Phật giáo chúng ta phải nói rằng phần tứ sự nó đạt đến một cái điểm đặc biệt, chính là từ cái chữ tăng. Khi mà người Phật tử tới chùa mà nói rằng hôm nay con thỉnh thầy A đi cúng trai tăng, thì rõ ràng chữ đó chưa được gọi là trai tăng. Chỉ đã thỉnh thầy dùng cơm. Nhưng mà chúng ta đến chùa thỉnh bốn thầy, hoặc là thỉnh với cái tâm niệm là gì? À, thỉnh quý thầy trong chùa tới nhà con cúng dường trai tăng. Thì khi mình thỉnh như vậy là do vị trụ trì và chi sự sắp xếp, thì rõ ràng tinh thần của chúng ta mới bình đẳng. Còn bây giờ trong chùa đó là vị thầy đó quen với mình, hoặc là sư cô đó là người thân của mình, bắt đầu mình thỉnh có vị đó thì rõ ràng chưa đúng hay tinh thần gọi là lợi hòa đồng quân. Và trong chùa cũng vậy, vấn đề tứ sự đạt được lợi hòa đồng quân chính là trong cái ngày lễ tự tứ và vu lan. Cái ngày đó nếu đúng theo luật là người Phật tử tới chùa, chúng ta không có quyền chọn, là đúng theo luật. Còn nếu chúng ta tới chùa bây giờ 10 thầy, mà bây giờ mình tới chùa để con chỉ cúng 4 thầy thôi, thì cũng là 4 thầy cũng là tăng. Nhưng mà khi mình chọn 4 thầy thì nó không có nằm ở trong tinh thần lợi hòa mà đồng quân này, mà cũng không đúng ở tinh thần bố thí cúng dường mà đạt đến cái chỗ gọi là cao trong Phật giáo. Cho nên trong tứ thập nhị chương cũng có một cái bài nói về vấn đề này. Chúng ta bố thí cho một cái con vật nhỏ thì cũng có phước, nhưng mà bố thí cho con vật thì không bằng bố thí cho người. Mà người này là người, nghĩa là người bình thường phạm giới hay tội lỗi gì đó. Như vậy bố thí cho người mà thường thì không bằng phước cho chúng ta bố thí cho người có giữ giới. Rồi bố thí cho người có giữ giới thì không bằng chúng ta bố thí cho người gọi là đạt đạo quả nào đó trong Phật giáo. Tất nhiên là chúng ta nói là tư đà hường, rồi tư đà hàm, a na hàm, a la hán vân vân. Thì chữ tới cái bậc này thì chúng ta không thể dùng chữ bố thí mà dùng chữ cúng dường. Rồi bố thí cho bậc A-la-hán thì không bằng bố thí cho vị Phật độc giác. Rồi cúng dường cho vị Phật độc giác không bằng cúng dường cho Đức Phật. Nhưng mà cái câu cuối thì nói rằng cúng dường cho Đức Phật không bằng cúng dường cho Tăng Ni. Nghĩa là ngồi trong đây mà chúng ta có tiền, có khả năng chúng ta cúng dường hết cho các thầy cô ngồi đây, nghĩa là cúng dường công đức còn hơn Phật nữa. Vì sao như vậy? Đức Phật nói Tăng Ni là người kế thừa Đức Phật, còn giờ chúng ta chỉ biết cúng cho Phật, Phật thì chỉ có một. Cho nên vấn đề mà cúng dường bình đẳng trong Phật giáo rất là quan trọng. Cho nên là trong tứ thập nhị chương nói là bố thí cúng dường không chấp trước là công đức rất là lớn. Ở đây đồng quân chính là nói như vậy. Nhưng mà tinh thần đồng quân này nó cũng có một cái phần mà phải nói rằng cũng là bình đẳng trong sự không bình đẳng. Ở chỗ nào? Ví dụ chúng ta tới chùa vì hòa thượng, chúng ta cúng dường vị thơ 1 triệu, thì chú tiểu chúng ta thì cho vị thơ ví dụ 50, 100, vì chú tiểu còn nhỏ mà chúng ta cúng 1 triệu thì khả năng mình không có khả năng. Thứ hai, mà chúng ta cúng hòa thượng mà ngang với chú tiểu thì rõ ràng cũng chưa đúng lắm. Cho nên bây giờ vị thơ thì rõ ràng cũng có sự chia, và chia đó cũng là bình quân trong cái sự gọi là lòng tôn kính của mình và dâng lên quý ngài. Đây là lợi hòa đồng quân. Và tiếp theo là tới cái phần thứ năm là khẩu hòa vô tranh hay là vô tranh. Thì tranh này là gì? Là gì? Tranh luận, tranh cãi. Thì nó gồm có bộ ngôn với chữ tranh bên đây. Dạ, khẩu hòa vô tranh hay là vô tranh. Thân thì đã sống chung rồi, bây giờ tới cái miệng. Khẩu hòa vô tranh. Bây giờ cái thân thì không đánh lộn, đánh lạo, vẫn ở chung như thế này, nhưng mà suốt ngày chúng ta cãi lộn thì rõ ràng cũng không đạt đến cái tinh thần thứ năm này là khẩu hòa vô tranh. Hay là tranh cãi, rồi tranh luận. Thì tranh cãi, tranh luận trong Phật giáo cũng có phần gọi là biện luận. Nếu chúng ta cùng tranh luận hơi tinh thần hòa hợp thì cũng rất là tốt. Còn nếu chúng ta tranh luận đến nỗi đỏ mặt đỏ tai, hoặc là tới dùng những lời lẽ
mà chúng ta nó thô tháo thì không đúng theo cái điều này. Cho nên chúng ta phải giữ gìn gọi là khẩu hòa vô tránh. Còn nếu mà khẩu hòa vô tránh đạt tới cái mức độ là không thèm nói chuyện với nhau nữa, với cái tâm niệm là tôi không thèm nói chuyện vì tôi không thích tranh luận, thì cũng không đúng với tinh thần Phật giáo. Cho nên là trong một bài kinh có kể có nhóm về tỳ kheo, khi mà kiết hạ các thầy mới đi đến một cái xứ nọ, thì các thầy mới nói rằng bây giờ chúng ta phải giữ theo cái tinh thần gọi là tịnh khẩu, chúng ta không có nói chuyện. Cho nên là khi mà chúng ta gọi là vẫm thực, người Phật tử cúng dường, hay là chúng ta làm việc trong chùa quét dọn, thì chúng ta chỉ là chia phiên xong rồi, mỗi người tự lo công việc của mình. Mà nếu có gì sai sót thì người kia chỉ là chúng ta phải biết để mà sửa đổi. Thì nhóm tỳ kheo này phải nói rằng tu tịnh khẩu rất là tốt. Thì sau thời gian tu xong về báo cáo Đức Phật là cũng chứng đạt đạo quả. Thì có một nhóm tỳ kheo khác nghe vậy cũng là xin Đức Phật cho đi tu. Thì cũng tới cái xứ nào đó tu, tu xong bắt đầu về, người nào mặt mày chịu ùn đóng. Vì sao? Không nói chuyện, không nói được, không bày tỏ được. Bắt đầu bực bội ra, chứ không phải là không nói mà vui vẻ, hay là về chẳng có chứng đắc đạo quả gì cả. Cho nên vấn đề là không nói là không nói như thế nào, có nói là nói như thế nào. Chứ không phải bây giờ cái người mà không nói hoặc có ít nói, cái người khác hỏi cái phải là cuốn sách này của thầy không hay của cô không, mình chẳng hèm trả lời, nói tôi tịnh khẩu. Nên rõ ràng cái điều đó cũng chưa đạt. Cho nên vấn đề nói là cũng nói như thế nào, im lặng cũng nên im lặng như thế nào. Lúc cần im lặng thì chúng ta nên im lặng. Cho nên có câu là nói năng như chánh pháp, mà im lặng thì cũng như chánh pháp. Ở đây có nghĩa khi chúng ta dự lễ là chúng ta im lặng, đúng. Còn bây giờ lúc nói chuyện mà chúng ta ngồi rồi chúng ta sụ mặt ở đó thì rõ ràng cũng chưa đạt đến. Rồi chúng ta qua phần thứ 6 là ý hòa đồng duyệt. Ở trong đây có chữ duyệt. Chữ duyệt có nghĩa là vui. Chữ thuyết cũng có âm đọc là duyệt. Nên có lúc thuyết là nói, có lúc thuyết có nghĩa là duyệt. Thì duyệt có nghĩa là vui, bồ tâm. Thì chữ đỏ bên đây là chữ đói. Và tách riêng ra nữa thì chúng ta thấy bồ bát với chữ huynh ở dưới. Đây là duyệt, có nghĩa là vui. Ý hòa đồng duyệt. Như vậy qua 6 điều này bây giờ chúng ta coi kiểm lại. Thứ nhất là giới, thứ hai là kiến, thứ ba là thân, thứ tư là lợi, thứ năm là khẩu, thứ sáu là ý. Như vậy trong này chúng ta thấy rõ ràng có 3 điều quan trọng là thân, khẩu, ý. Rồi tiếp theo là một phần khác là thuộc về giới, phần khác thuộc về lợi và một phần nữa thuộc về kiến. Như vậy thân khẩu ý được đưa vô trong đây nhưng mà không có thứ lớp. Đầu tiên là giới, thứ hai là kiến, thứ ba là thân, thứ tư là lợi, thứ năm là khẩu và thứ sáu là ý. Và đưa cái phần thứ lớp này thì chắc có lẽ kinh điển có chỗ cũng không có đúng theo thứ lớp này. Và nếu tất cả kinh điển đều theo thứ lớp này thì chúng ta cũng thấy rằng sẽ có phần ý nghĩa nằm trong đây khi đưa cái phần thứ lớp như vậy. Chúng ta qua câu cuối cùng. Cố. Dạ cố học chưa ạ? Dạ rồi. Cố cái gì? À dạ đúng rồi, cố năng phi. Nên là tới giờ tới đây là chúng ta không cần giải thích nữa. Nghĩa là con thú thì nó có 4 chân cho nên nó có thể chạy. Rồi con chim nó có 2 cánh cho nên nó có thể bay. Hoặc là cố ở trong bài Phật Pháp chúng ta đã học cho nên chúng ta là đệ tử của Phật vân vân. Chữ cố này xuất hiện nhiều rồi. Thử cũng rồi, thử là đây. Cố thử tăng tự. Tự có nghĩa là chữ, cũng học rồi. Thực. Thực thì cũng có nghĩa là thực. Chính xác là, sự thực là, chính là chữ sự, chính là chữ thực này. Thực này cũng nhiều nét ha. Phật đệ tử tăng đoàn chi danh giả. Ở đây là đệ. Đệ tử. Đệ tử chúng ta cũng biết rồi, người học trò, đệ tử của bậc thầy. Đây là chữ đoàn. Đoàn thể chi danh giả. Đoàn đây là phồn thể. Thì ở trong nó là chữ chuyên, ngoài nó là chữ vi. Và có chữ đoàn giảng thể. Thì cái bài này dùng để viết, cho nên là chúng ta nên viết chữ này thì đơn giản hơn. Chữ này chúng ta thấy còn bao nhiêu nét? 1, 2, 3. Ở trong cũng 1, 2,
ba, nghĩa là sáu nét. Còn chữ chữ đoàn này phải nói là mười mấy nét, 14 nét. Chúng ta ghi chữ đoàn này cho dễ hơn. Ngoài là chữ vi, trong là chữ tài. Thực Phật đệ tử đoàn thể chi danh giả. Ở đây chữ thể. Hồi nãy chúng ta đã học chữ cốt. Bây giờ qua bên đây là chữ lễ. Hết chữ đây là chữ lễ. Thì chữ lễ này có nghĩa là gì? Đồ dùng khi cúng tế, hay là đồ thờ. Và chữ lễ này chiếc từ nữa là trên là chữ khúc, dưới là chữ đậu. Rồi chữ đậu phân tích nữa là chữ gì nữa? Nhất, khẩu, vân vân. Chữ bát, nhất. Và chữ thể. 23 nét. Như vậy chúng ta viết chữ thể này. Và chữ thể này còn mấy nét? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và đây là thể, giảng thể. Như vậy tề cũng thường hay thưa là nếu mà lớp Hán cổ tề trình bày thì các thầy cô có thể ghi giảng thể cũng sao, chứ còn nhiều giảng viên khác thì không đồng ý. Phồn phồn giảng là giảng, không thể trong chữ phồn có chữ giảng, nó cũng không có hợp lý lắm. Nhưng mà lớp chúng ta thì tề nên rằng có cái phần ưu tiên học được chữ giảng thể, và đây cũng là một cái điều gọi là quý rồi. Chúng ta nhìn chữ phồn thể và chúng ta viết được giảng thể là điều rất là quý. À đây là chữ danh, và danh cũng học rồi. Chữ tịch với chữ khẩu. À đây là câu cuối cùng. Cố thử tăng tự, thực Phật đệ tử đoàn thể chi danh giả. Cho nên chữ tăng này, thực, thực là gì? Thực là cái tên đoàn thể đệ tử của Đức Phật vậy. À, như vậy là chúng ta hết cái phần phiên âm và dịch nghĩa giải thích từ vựng. Cái bài này vừa yêu cầu phiên âm, dịch nghĩa, giải thích từ vựng, chúng ta còn phân tích ngữ pháp. Như vậy trong phần ngữ pháp này, chữ nào chúng ta cần chú ý? Và câu đầu tiên, tăng giả. Thì bài hôm nay chúng ta đã nhấn mạnh chữ này rồi, trợ từ và phó từ tỉnh, chúng ta chú ý. Tỉnh xưng, xưng là động từ, xưng hô, mà xưng hô như thế nào, gọi như thế nào và gọi tắt. Cho nên chữ tỉnh này sẽ biến thành phó từ để bổ nghĩa cho chữ tỉnh. Chúng ta chú ý phó từ tỉnh. Và câu tiếp theo, ý vi hòa hợp chúng, hòa hữu lục chúng. Ở trong đây chúng ta chú ý chữ gì? Ý chữ lục là gì ạ? Là số từ. Ta qua chữ tiếp theo. Thì trong cái phần mà tiếp theo, ý giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, thân hòa đồng trụ, lợi hòa đồng quân, thì những chữ đồng này đều là phó từ, đứng trước chữ đồng từ tu, đứng trước động từ giải, đứng trước động từ trụ, đứng trước một cái động từ quân, có nghĩa là chia quân bình. Thì những chữ đồng này đều là phó từ. Giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, thân hòa đồng trụ, lợi hòa đồng quân. Như vậy với cái bài lục hòa chúng ta rất là quen thuộc. Bây giờ học qua cái phần ngữ pháp thì chúng ta phải chú ý cái chữ đồng là phó từ. Mà may là chỉ xuất hiện là một loạt luôn, cho nên là chúng ta cũng dễ học. Qua cái phần 5 và phần 6. Qua phần 5 và phần 6. Vô tránh và đồng duyệt. Thì tới cái phần thứ 6 cũng là chữ đồng, mà chính giữa lại có cái chữ vô. Như vậy hồi nãy chúng ta nói chữ vô là động từ, nhưng bây giờ chữ vô nó nằm ở trong câu này thì chúng ta sẽ phán đoán nó là từ loại nào? Dạ, phó từ. Chữ tránh có nghĩa là tranh luận, là động từ. Cho nên chữ vô nó đứng trước động từ, nó sẽ biến thành phó từ. Nên cái phần này chúng ta chú ý chữ vô hơi đặc biệt. Trong 6 chữ đồng,
trong sáu hòa gọi là lục hòa là 5 chữ đồng, 1 chữ vô. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng một chữ vô này nó sẽ là phó từ giống như chữ đồng vậy. Và theo lời trình bày của tôi hồi nãy, vô, vô cái gì? Ví dụ như vô cốt, vô cân, không có xương, không có gân, thì rõ ràng chữ vô đó sẽ là động từ. Nhưng bây giờ chữ vô này đứng trước động từ, nó sẽ biến thành phó từ. Nó nằm trong bài này của chúng ta. Cho vậy chúng ta chú ý chữ vô này là phó từ. Và chúng ta qua câu cuối. Câu cuối là cũng có một số từ. Chúng ta chú ý chữ cố là gì ạ? Liên từ. Thử là đại từ. Và chữ giả này, hồi nãy vừa trình bày, kỳ này chúng ta sẽ chú ý là chữ giả kia và chữ giả này. Như vậy hai chữ giả này sẽ là trợ từ. Như vậy là tuần sau thầy sẽ có một bài ngữ pháp chuyên về hai chữ giả này để chúng ta nhớ, để chúng ta làm bài trợ từ. Như vậy là xuyên suốt trong bài này, bài chữ năng và chữ giả, giả, trợ từ chúng ta sẽ chú ý trong học kỳ này. Như vậy là chúng ta xong qua được bài tăng. Thì mời quý thầy chúng ta làm bài thiên âm dịch nghĩa lại bài tăng này để chúng ta qua bài mới. Mô Phật. Dạ, xin mời quý thầy. A Di Đà Phật. Tăng giả, tăng già chi tịnh sân. Câu này được dịch là tăng, tức là tên gọi tắt của hai chữ tăng già. Dạ, Mô Phật, dạ đúng. Xin thầy phân tích ngữ pháp luôn ạ. Còn chữ chi đây là trợ từ kết cấu. Dạ, chữ giả. Chữ giả là trợ từ. Dạ, chữ sư, tính. Tỉnh là phó từ. Dạ, Mô Phật, thầy đúng rồi. Thầy phân tích đúng rồi, kể cả chữ chi là tuệ mới giới thiệu chữ yêu cầu trong cái bài này thì thầy cũng biết luôn. Thì mấy thầy ta nói rằng ngữ pháp đối với thầy mấy cô không có khó. Dạ, xin mời mấy thầy tiếp theo ạ. Ý vi hòa hợp chúng, hòa hữu lục chủng. Dạ. Dạ, ý á thì nghĩa là hòa hợp tăng. Còn hòa có 6 loại. Dạ, Mô Phật. Dạ, chữ lục là số tự. Dạ, Mô Phật, dạ, đúng rồi. Ý có nghĩa là hòa hợp tăng hay là hòa hợp chúng. Ở trong đây chúng thì chúng ta dịch chúng cũng được. Chứ chữ hòa hợp tăng chúng ta cũng nghe rất là nhiều. Vì tăng cũng có nghĩa là chữ chúng này trong một cái bản dịch khác. Ý là hòa hợp chúng hay là có nghĩa là hòa hợp chúng. Và hòa thì có 6 loại. Chữ lục này là số tự. Dạ, Mô Phật, dạ, xin mời mấy thầy tiếp ạ. Nhất giới hòa đồng tu. Thưa cô, một là giới hòa cùng tu. Dạ, giới hòa chữ đồng đây là phó từ. Dạ, Mô Phật. Giới hòa đồng tu thì đúng là dịch vậy, chúng ta cũng hiểu rồi. Chứ bài dịch là gì? Giới hòa hợp cùng tu thì cũng hơi, nó hơi ngược với chúng ta thường hay nói. Chứ còn phần giới hòa đồng tu như đối với thầy cô nói là ai cũng hiểu. Giới hòa cùng tu với nhau, hoặc là giới hòa cùng tu, giới hòa đồng tu, như là câu này quá quen thuộc. Và phải nói đối với quý thầy, nhất là thầy Chí Hải, là thầy biết giới Đồng Nai rất là dễ mấy cái câu này. Và xin mời thầy khác. Thưa cô, câu này là nhị kiến hòa đồng giải. Ở trong đây hai có nghĩa là cái thấy hòa hợp để cùng chia sẻ với nhau, trong đó chữ đồng là phó từ. Dạ, sự thấy hòa hợp và chia sẻ những kiến thức với nhau. Thì thầy dịch dài hơn, nhưng mà đúng là cái ý là giải thích là đúng như vậy. Cái thấy kiến giải của mình hòa hợp cùng chia sẻ, và đồng là phó từ. Dạ, tiếp câu cái hòa thứ ba. Nếu cô là tam là thân hòa đồng trụ, là thân cùng ở chung. Dạ, thân cùng ở chung. Dạ. Là chữ đồng là phó từ. Dạ, Mô Phật, dạ đúng rồi. Thân cùng ở chung, thông đồng ở chung. Nên là cách dịch rất là nhiều cách dịch, mấy thầy không cần phải theo ở đây, thì quý Phật tử cũng vậy, hiểu chúng ta không cần theo. Chúng ta thấy thân hòa hợp sống chung với nhau cũng đúng, không sai. Là thân sống chung với nhau, thân đồng sống chung với nhau, thân hòa sống chung với nhau, tất cả đều được cả. Là bài dịch tăng thì thấy dễ hơn bài Phật, bài Mô Pháp. Phật, thứ tư là lợi hòa đồng quân. Dạ.
Có lợi ích thì cùng nhau chia sẻ. À, đúng rồi. Chữ động đây là phó từ. Dạ, có lợi ích thì cùng nhau cùng chia sẻ, rất là đúng. À, đồng phó từ. Và tiếp câu số 5. Một Phật. Khẩu hòa vô tránh là không tranh cãi. Dạ, miệng hòa thì không tranh cãi. Dạ đúng rồi. Và chữ vô. Và chữ vô là và tự loại hay phân tích chữ vô là gì ạ? Vô là phó từ. Dạ mô Phật, dạ cảm ơn thầy. Dạ. Miệng hòa thì không tranh cãi. Dạ đúng rồi. Dạ, tiếp theo. Dạ thưa cô. Lục là ý hòa đồng duyệt. Tức là sáu là ý cùng cùng vui chung ạ. Dạ ý cùng vui chung. Thì chú Phật tử này có tiếng nói đúng là rất là rất là lớn. Đi làm giảng sư là phải nói không ai ngủ gục hết. Dạ. Như vậy chữ đồng ở đây từ loại là dạ thưa cô, đồng là phó từ ạ. Dạ phó từ, dạ đúng rồi. Ý hòa đồng duyệt có nghĩa là ý cùng vui chung với nhau, ý hòa hợp cùng vui. Dạ câu cuối cùng thì hơi khó, xin mời một vị khác ạ. Cố thử tăng tự thật Phật đệ tử đoàn thể chi danh giả. Dạ, dạ mô Phật. À, phiên âm xong, xin mời chú Phật tử dịch luôn ạ. Cố này là liên từ. Thử là động từ. Dạ, xin mời chú Phật tử phân tích dịch phiên âm rồi. Bây giờ dịch liệt rồi mới phân tích để chúng ta hiểu. Rồi chúng ta mới dễ phân tích. Dạ, cho nên. Cho nên chữ tăng này. À đúng rồi, cho nên chữ tăng này. Tên của đoàn thể đệ tử Phật. Là tên. Tên gọi. Tên của tên gọi đoàn thể. Đoàn thể. Đệ tử. Đệ tử của Phật vậy. Dạ đúng rồi. Bây giờ chữ cố. Dạ, xin mời một chú gần bên cũng được, phân tích cũng được. Dạ, phân tích ngữ pháp. Thưa cô, chữ cố là liên từ. Dạ. Dạ, chữ thử. Chữ thử đó là đại từ. Dạ, chữ giả cuối cùng. Chữ chi là trợ từ kết cấu. Dạ. Và giả là trợ từ. Dạ, vậy đúng rồi. Dạ. Vậy nếu thế mà ai cũng nắm được chữ chi thì học kỳ này chúng ta thi luôn chữ chi này là trợ từ kết cấu. Thì nó cũng nằm trợ từ, nhưng mà trợ từ kết cấu sẽ phân tích ra là trợ từ nữa, chứ không phải là trợ từ không. Như là bài tăng thì là bài Phật Pháp khó hơn. Chúng ta dành cho hơn tiếng đồng hồ. Bây giờ còn lại 15 phút, chúng ta qua cái bài đọc hiểu cuối cùng. Là bài Khắc Chu Cầu Kiếm. Đây này, bài Phật Pháp hồi nãy chúng ta phiên âm, dịch nghĩa, viết chữ Hán, học ví dụ và ngữ pháp. Còn bài đọc hiểu này là chỉ yêu cầu phiên âm, dịch nghĩa. Hai bài 19 chỉ bài 20 là phiên âm dịch nghĩa mà còn có phần ngữ pháp nữa. Như vậy bài đọc hiểu này là bài dễ nhất. Chúng ta không cần phân tích ngữ pháp. Chứ thật ra những cái bài Hán cổ này ngữ pháp rất là nhiều từ ngữ pháp ở trong đây. Thầy xin thưa như vậy. Thì phần này chỉ là phiên âm dịch nghĩa cho nên chúng ta có thể làm nhanh. Và khắc chu cầu kiếm. Chữ khắc có nghĩa là chúng ta dùng một cái vật gì đó, chúng ta khắc mạnh, làm mạnh vào trong một cái vật khác, như là điêu khắc. Chu là thuyền, cầu có nghĩa là tìm cầu, kiếm có nghĩa là cây kiếm hay là cây gươm. Đây là một câu chuyện ta gọi là điển cố, điển tích trong những cái văn bản Hán học của bên Trung Quốc. Nó cũng có ý nghĩa ở trong này. Ngoài cái việc học về ta gọi là phiên âm dịch nghĩa, chúng ta cũng từ những cái bài học này chúng ta rút ra cho mình một cái ý nghĩa, một cái bài học nằm trong đây. Khắc chu cầu kiếm nghĩa là khắc vào thuyền,
để mà tìm cái gươm hoặc là tìm cái kiếm. Thì chữ gươm này, chữ kiếm này dịch ra là gươm mà giữ nguyên cũng được, vì chúng ta biết chữ kiếm ai cũng hiểu, đó là cái thanh kiếm. Chúng ta đi vào câu đầu tiên. Sở nhân hữu thiệp gian giả. Sở nhân, sở có nghĩa là nước Trung Quốc hồi xưa có là nhiều nước. Sở này là một nước ở bên Trung Quốc. Sở nhân có nghĩa là người nước Sở hoặc là nước Sở. Nhân nghĩa là người. Hữu có nghĩa là có. Thiệp gian, thiệp có nghĩa là tiếp xúc và đi qua con sông, cho nên là có người nước Sở qua sông hay là nước Sở có người qua sông đều dịch được cả, hoặc là người nước Sở qua sông. Cho nên sau này tôi gặp những cái chữ khác như là Trịnh nè, Sở nè, Tống, ta đều biết đó là tên của những cái nước ở bên Trung Quốc. Khi xưa Trung Quốc chia ra rất là nhiều nước, và sau đó cứ mỗi thời gian có thời kỳ thống nhất, độc lập, rồi sau lại chia ra nhiều nước. Thì bây giờ Trung Quốc cũng tạm gọi là thống nhất. Sở nhân hữu thiệp gian giả, nghĩa là có người nước Sở qua sông, hoặc là nước Sở có người qua sông, hoặc là người nước Sở qua sông, vân vân, dịch sao cũng được. Thì qua sông là chúng ta cũng thấy có một cái phần gọi là khái niệm rồi. Và câu chuyện này chắc các thầy cô như quý Phật tử đã nghe rồi. Thì thôi để kể trước cũng được. Nghĩa là người nước Sở qua sông xong rồi mới rớt cái kiếm, cái gươm dưới nước, dưới cái sông đó. Thì bắt đầu ngồi trên thuyền. Ví dụ như đây là cái thuyền đi, đi qua sông. Thì đi trên cái con sông như thế này. Thì bây giờ rớt cái thuyền, cái người để mới khắc ở trên này. Chỗ này là chỗ ta rớt kiếm. Rồi chờ tới cái sông này, đi tới cái bờ bên kia, rồi bắt đầu nhảy xuống cái sông ở chỗ này là tôi đã làm dấu rồi, bây giờ đi ngồi đi nhảy xuống sông để tìm cái kiếm. Là nội dung cái câu chuyện là như vậy. Và trong cái nội dung thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy ý nghĩa rất là tức cười. Nghĩa là cái bài học chúng ta sẽ hiểu được chính là trong cái nội dung cái này. Kỳ kiếm nghĩa là kiếm của người đó, nghĩa là cái gươm của người đó. Từ chu trung, từ ở trong cái thuyền. Rồi đọa ư thủy, đọa có nghĩa là rớt. Kiếm của người đó, kỳ là đại từ, kiếm của người đó. Từ, nếu phân tích ngữ pháp thì từ này là giới từ chứ không phải là đại từ. Trung là phương vị từ, đọa ư thủy là giới từ. Như vậy chúng ta thấy một câu như thế này mà có rất là nhiều từ loại. Như vậy phần đọc hiểu được miễn ngữ pháp, thành ra nó nhẹ. Cho nên vấn đề mà học Hán cổ, một số quan điểm yêu cầu phải phân tích ngữ pháp vân vân. Một số quan điểm nói rằng không cần là ở chỗ này. Vì khi phân tích ngữ pháp chúng ta phải đi chậm. Ví dụ câu này nếu phân tích ngữ pháp thì sẽ đi chậm, nhưng mà dịch thì thôi đi nhanh. Và khi phân tích ngữ pháp đi chậm rồi thì chúng ta sẽ học không bao nhiêu bài. Nếu chỉ phiên âm dịch nghĩa phải nói rằng chúng ta sẽ học gấp đôi cái quyển này. Ý là như vậy. Cho nên ý của thầy trưởng khoa như là Thượng tọa Đồng Văn là không muốn dạy ngữ pháp. Nhưng một số vị giảng viên nó không có ngữ pháp thì không có gì để dạy, thì chỉ cần đưa cái này là được rồi. Thì cứ như vậy, thành ra có hai quan điểm. Nếu phân tích ngữ pháp thì chúng ta sẽ thấy kỳ là đại từ. Tự có nghĩa là tùng từ, giới từ. Trung là phương vị từ, và chữ ư này là giới từ nữa. Chúng ta thấy ngữ pháp rất là nhiều. Còn nếu dịch chúng ta chỉ nói là kiếm của người ấy từ trong thuyền rớt xuống sông. Xong câu này. Kiếm của người ấy, cây gươm của người ấy từ trên thuyền rớt xuống sông, rơi xuống sông. Chúng ta tiếp theo. Cự khắc kỳ chu viết. Cự có nghĩa là liền theo đó, nghĩa là vừa rớt xuống thì liền theo đó, là chữ cự này. Cự khắc kỳ chu viết. Cự có nghĩa là liền theo, tiếp theo, liền theo đó. Kỳ, hồi nãy chúng ta nói là kỳ kiếm, là cây kiếm của người đó. Thì chữ kỳ này cũng có thể không phải là sở hữu, mà nó chỉ là chỉ thị này, nghĩa là khắc ngay cái thuyền đó.
anh ta liền khắc liền, liền lập tức khi mà cây kiếm rớt xuống anh ta liền khắc, thì có thể là lấy cái dao hoặc là lấy bất cứ cái gì là khắc ngay cái thuyền. Anh ta vội khắc vào thuyền và viết, có nghĩa là nói, khắc vào thuyền và nói, cự liền khắc là khắc kỳ chu, nghĩa là cái chỗ mà anh ta làm rơi cây kiếm. Như vậy từ cái chữ kỳ này chúng ta thấy cũng có hai nghĩa. Chữ kỳ ở trên là đại từ sở hữu cây gươm của anh ta, nhưng mà tới cái chữ chu này có thể là không phải là thuyền của anh ta, anh ta đi thuyền, mình đi thuyền mình trả tiền. Như vậy kỳ chu này có nghĩa là cái thuyền đó, cái thuyền này. Đại từ chỉ thị nói cái gì? Thị ngô kiếm chi sở tùng trụy. Thị nãy nói là câu phán đoán là, nhưng mà trong đây nó cũng có nghĩa là đại từ. Đây là ngô kiếm. Ngô kiếm gì? Sở tùng trụy. Thì chữ sở này là trợ từ. Chi là gì? Trợ từ kết cấu. Đã phân tích câu này xong, bây giờ qua phiên âm dịch nghĩa. Phiên âm rồi tới đầu dịch nghĩa. Trụy có nghĩa là rơi. Sở trụy có nghĩa là chỗ rơi. Như là sở thuyết nè, sở tác, cái chỗ nói, cái chỗ làm, cái mà nói, cái mà làm. Cho nên chữ sở này cũng là một cái từ hơi đặc biệt. Tùng trụy nghĩa là từ nó, theo cái đó mà rớt. Đó. Nên dịch cái câu này là gì? Đây là chỗ mà kiếm của ta rớt xuống, hoặc đây là chỗ mà ta làm rớt kiếm. Đó là cái câu này. Đó, như Tuệ Thưa cái phân tích ngữ pháp là không phải là dễ, nhưng mà dịch thì chúng ta thấy cũng hơi dễ. Đây là chỗ mà kiếm của ta rớt xuống hay rơi xuống. Đây là chỗ mà ta làm rơi cây kiếm. Chúng ta dịch sao cũng được, cho thông là được. Rồi chu chỉ tùng kỳ sở khắc giả. Chu chỉ có nghĩa là gì? Thuyền đến bến, thuyền ngừng. Tùng kỳ sở khắc giả, nãy là sở tùng trụy, bây giờ là sở khắc, cái chỗ mà mình khắc. Tùng kỳ sở khắc là theo cái chỗ mà mình khắc. Như nãy là cái thuyền đang ở chỗ này, anh ta khắc chỗ này, cái kiếm rơi đây, bây giờ tới chỗ này, thì cái chỗ khắc đang ở chỗ này, anh ta từ theo cái chỗ mà anh ta khắc để làm gì? Dạ, anh ta nhảy xuống kiếm cái kiếm. Ở đây, nhập thủy cầu chi, anh ta nhảy xuống cái chỗ đó, anh ta lặn tìm cây kiếm, cây gươm của mình. Nhập thủy nghĩa là nhảy xuống sông, cầu chi có nghĩa là đi tìm. Và chi ở đây là gì? Đại từ là cây kiếm. Nhảy vào nước, nhảy vào sông để đi tìm cây kiếm, cây gươm của mình. Rồi, câu kết luận ở trong bài này. Chu dĩ hành hỷ. Chu dĩ hành hỷ là thuyền thì sao? Thuyền thì đi. Cái gươm anh ta rớt xuống chỗ đó, mà bây giờ thuyền nó đi. Bây giờ anh ta lại đi kiếm như thế nào? Nhi kiếm bất hành. Đó, câu này là chính là cái câu kết luận. Mà gươm, mà kiếm thì không đi. Cầu kiếm nhược thử. Đi kiếm cây gươm như vậy, hai cái chữ kiếm gần nhau, kiếm kia không đúng, nhưng mà hai chữ kiếm gần nhau thì chúng ta cũng có thể sửa thành chữ gươm. Nghĩa là tìm cây kiếm như vậy, hoặc là kiếm cây gươm như vậy, nhược thử là như thế. Có bốn chữ mà có hai từ ngữ pháp là liên từ và đại từ. Tìm gươm như thế hay là tìm cây kiếm như thế? Bất diệt hoặc hồ. Bất diệt hoặc hồ. Bất là không, diệt là cũng, hoặc có nghĩa là mê lầm, không đúng lắm. Hồ là một cái danh từ ở đằng sau cái câu như thế này. Thì cái loại câu này nó phát xuất ở trong đây, mặc dù không yêu cầu, chúng ta cũng nên được, cũng nên học thuộc lòng. Bất diệt hoặc hồ không phải là sai lầm sao? Cũng chẳng là lầm lẫn lắm ư. Câu này là một cái mẫu câu đặc biệt trong ngữ pháp Trung Quốc.
nghĩa là câu phản vấn, câu hỏi ngược. Ví dụ như là bất hoặc có nghĩa là gì? Không có sai lầm. Bất duyệt nghĩa là không có vui. Rồi bất thuyết nghĩa là không có nói. Nhưng mà vào trong những mẫu câu này là gì? Hỏi ngược lại. Bất hoặc có nghĩa là hoặc. Nghĩa là không mê lầm có nghĩa là mê lầm. Không lầm lẫn chính là lầm lẫn cái câu hỏi ngược. Không phải là lầm lẫn lắm sao? Không có phải là sai lầm lắm sao? Tất nhiên là rất là lầm lẫn. Đó, cái câu này như vậy. Chứ không phải chúng ta thấy chữ bất này cái chúng ta dịch là không có sai lầm. Rõ ràng trong mẫu câu này chính là sai lầm. Như vậy mẫu câu này chúng ta cố gắng học thuộc lòng. Bất, diệt, hoặc, hồ. Như vậy chúng ta thấy có bốn chữ thôi mà rất là khó. Bất là phó từ, diệt là phó từ, mà trợ hồ này là gì? Là trợ từ. À, may là bài này chúng ta chỉ là phiên âm dịch nghĩa. Vậy câu này xin nhắc lại là gì? Có người nước Sở qua sông, thì cái kiếm, cái gươm của người này từ trên thuyền rớt xuống sông. Thì người này lập tức, ngay từ cái chỗ mà mình rớt cái kiếm đó, mới khắc rằng đây là chỗ mà kiếm của ta rớt xuống. Rồi khi mà đi tới bờ, nghĩa là thuyền ngừng đi tới bờ, thì người này mới từ cái chỗ mình khắc đó nhập thủy, có nghĩa là nhảy vào cái sông đó để tìm kiếm. Đó là câu chuyện như vậy. Và cái kết luận của cái người viết mới nói rằng thuyền á thì đi, kiếm thì không có đi, mà mình tìm cái kiếm như vậy không phải là sai lầm lắm sao? Không phải là sai lầm lắm sao, có nghĩa là tìm kiếm như vậy rất là sai lầm. Như vậy là cái bài Khắc Chu Cầu Kiếm chúng ta đến đây là xong. Cái bài này nằm trong Lã Thị Xuân Thu, một tác phẩm cổ thư ở Trung Quốc rất là nổi tiếng, do nghe nói là truyền thuyết là ông Lã Bất Vi viết. Ông nhờ người gọi là những người học giỏi, học giả ở trong nước viết. Và sau đó ông mới thông báo, nếu mà trong tác phẩm Lã Thị Xuân Thu mà nếu kiếm được một lỗi nào thì ông sẽ thưởng cho 1.000 lượng vàng. Nhưng mà không ai kiếm được lỗi nào cả. Nghĩa là những nhà học giả thời đó phải tập trung là bao nhiêu người chúng ta không biết. Nhưng mà Lã Bất Vi này là nổi tiếng ở trong lịch sử Trung Quốc, không biết còn giờ không để kể, còn được mấy phút. Ông Lã Bất Vi này không biết mấy thầy mấy cô có học truyền chưa, quý Phật tử ngồi để gật đầu không biết nghe chưa. Người này là một nhà, ta gọi là nhà kinh doanh, nhà buôn bán, chúng ta gọi là thương nghiệp. Và buôn bán khi mà còn nhỏ thì hỏi với cha rằng buôn cái gì lời nhất? Đã đúng rồi, buôn vua. Nghĩa là chúng ta buôn vàng, buôn bạc, buôn vải, vóc, thực phẩm thì cái lời nó còn hàng hẹp. Nhưng mà buôn vua thì phải nói rằng vô giá. Và chính cái ông này đã đi theo con đường gọi là chính trị để buôn vua. Có nghĩa là ông đưa một vị thái tử làm sao mà lên nắm ngôi vua, và từ đó ông nắm quyền đó, cho nên ta gọi là buôn vua. Thì đây cũng là một cái điển tích nổi tiếng từ các nhà gọi là kinh doanh. Còn kinh doanh Phật giáo chúng ta là gì? Kinh doanh theo chánh nghiệp, chánh mạng. Thì chúng ta làm giàu như vậy Phật giáo chúng ta cũng khen thưởng. Nhưng mà kinh doanh theo Lã Thị này thì chúng ta rất là, chúng ta thấy là tinh thần chính trị ở trong, gọi là buôn vua thì lời vô cùng. Và từ đó để đưa một vị thái tử còn nhỏ để lên làm vua, chúng ta thấy phải nói một quá trình, không phải một năm, hai năm, mà quá trình phải là mấy chục năm. Ở trong này phải nói tình tiết rất là nhiều. Thậm chí có người nói rằng cái vua đó cũng chính là con của Lữ Thị nữa. Nghĩa là tìm cách đưa con mình vô làm vua, đưa làm thái tử để làm vua. Cho nên là chính trị bên Trung Quốc phải nói đọc chúng ta cảm thấy là mưu mô rất là nhiều. Như vậy là bài chúng ta đến đây thì cũng chấm dứt, thì cũng là vừa đủ giờ, và 4 bài một ngày. Thôi thì mời lớp chúng ta cùng khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem